Chúa là người cha tốt nhất của chúng ta. Chúng ta phải tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa cha của chúng ta. Tương lai của chúng ta ở trong tay của Chúa. Hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa. Không có vấn đề gì xảy đến với chúng ta nếu Chúa không cho phép. Và nếu Chúa cho phép xảy đến, đó là ích lợi cho chúng ta. Quý vị, Chúa nói tóc trên đầu chúng ta đó, Chúa đếm hết à. Không có một sợi nào rơi xuống một cách vô cớ. Quý vị, có sóng gió bão tố xảy đến với chúng ta, chúng ta đầy lòng tin cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa của chúng ta một bước cao hơn. Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Ngài chữa lành mọi tật bệnh. Ngài có quyền năng trên thiên nhiên. Ngài phán một tiếng, sóng gió yên lặng như tờ.